Hello, hello. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cái bộ tranh phong cảnh. Đây, con tranh này nhé. Được chưa? Mình sẽ vẽ một cái nụm cây. Hướng dẫn các bạn vẽ một cái nụm cây cơ bản. Đấy. Đó. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu vàng để đặt bàn đá. Đấy. Đấy. Như thế là bàn đá. Và những lần đó mình sẽ dùng màu bàn này đi. Bàn chân đi. Mình vẽ thêm. Và mình sẽ thảo một cây cho nó. Tiếp theo nữa, một cây sẽ có thân cây. Thân cây của mình sẽ là màu nâu. Đây là màu nâu. Mình đã thân cây nhé. Như các bạn thấy này, thân cây uốn lượn rất là đẹp. Đó là mình đã vẽ xong hoàn thiện bức tranh về cây. Mắc thì có vấn đề gì thì các bạn hãy liên hệ với mình nhé, mình sẽ giải đáp. Thank you.